đi đâu vậy con? Đi bích chi la với làm như đang đi bích chi chơi nè, đi tắm hồ. Có đừng thảy bụi văn đó con. Sao nhiên cho là nó quay phim ha. Trời mây nhưng mà không có mưa, rất là đẹp. Đi bích đâu rồi con? Đi bích bên kia hả? Bích vui không con? Vui hả? Bích hai. Đây con nè, con đứng tới chơi với ấy đi. Con xuyên hay là con đu vậy đó? Tôi già lên là gì vô vậy? Thôi đừng thảy, thảy nó văng á, văng cát đó. Thôi đừng thảy văng cát trúng rồi đó. Thôi con ngồi xuống múc cát chơi đi. Đúng rồi. Thì già.